Hơn một năm làm công việc chăm sóc trẻ sơ sinh với điều dưỡng Trần Vân Anh, đây là một sự cố ngoài ý muốn. Cô khẳng định khi xảy ra sự việc, cô đã cố gắng nhòi người ra đỡ các bé, nhưng chỉ có đỡ được một bé, còn bốn bé còn lại đã rơi xuống đất ở độ cao gần 1 mét. Không may là biết là đây là một sự cố ngoài ý muốn, em không bao giờ muốn như thế. Với người nhà của năm em bé này thì chân thể này thì cái điều bạn muốn nói nhất với họ là cái gì? Em xin lỗi các mẹ, đặc biệt là xin lỗi các bé. Nỗi đau chắc hẳn sẽ không thể nguôi ngoai trong lòng những ông bố bà mẹ này. Họ là người đã chứng kiến sự việc và ở một mức độ nào đó, những ý kiến của họ có thể phản ánh được một phần sự việc đáng tiếc này. Có một chị nữa, nhà em thì đưa 20.000, bác ở bên kia thì 30.000, còn có một chị thì không kẹp tiền vào. Thái độ của cô ấy vùng vằng, cô vứt tã lên mặt năm em bé. Cô y tá đi đóng sầm cửa và thấy là xe đổ. Không phủ nhận, đã có lần khi đưa các bé đi tắm, người nhà đều kẹp tiền vào tã của bé. Nhưng điều dưỡng Trần Vân Anh khẳng định, cô chưa bao giờ nhận hay đòi tiền của bất kỳ gia đình nào. Trong quá trình đi đón bé thì không một nhà nào đưa tiền vào, rút tiền vào túi của em. Khi mà rút vào phòng tắm bé, em cởi ra, em tắm bé xong em vẫn trả lại gia đình. Và nhà nào mà rút tiền mà mình đi đón và mình nhìn thấy rồi thì mình cầm và mình trả lại. Chứ em không bao giờ nhận tiền. Nhưng theo khảo sát của chúng tôi, cũng tại bệnh viện này thì không ít sản phụ đã phải đưa tiền cho điều dưỡng hay y tá khi họ đến đón con mình. Và cũng chưa một sản phụ nào chót đưa tiền rồi lại được trả lại từ tay điều dưỡng hay y tá đó. Bên này, em không cố ý. Em cảm thấy rất là ân hận. Đây là một bài học mà sâu sắc nhất. Trao đổi với phóng viên VTC14 trong sáng nay, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết thêm sẽ tiếp tục làm rõ sự việc và tiến hành xử lý nghiêm điều dưỡng Trần Vân Anh. Cái này hoàn toàn rõ ràng là cô ấy không tập trung. Chứ tập trung thì không thể có chuyện đó, vì hôm đó không phải trời mưa, sàn nhà không ướt và cũng không có một cái gì là khó khăn cả. Đây là một công việc bình thường và công việc của một người điều dưỡng để đẩy cháu là bình thường, nó không quá khó. Câu chuyện về 5 trẻ sơ sinh bị ngã từ trên xe đẩy đã trở thành sự việc đau lòng không chỉ với những gia đình ở đây mà còn đối với những người đang công tác ở chính Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Và nó cũng là sự việc để người ta nhìn nhận về một thực trạng chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhiều cơ sở y tế hiện nay.